Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề ba diễn biến tín hiệu. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn qua chương trình bày. Kính thưa quý vị, ba diễn biến chính trị vừa xảy ra chỉ trong vòng có vài ngày của tháng 4 này chuyên trở một tín hiệu khá rõ rệt. Diễn biến thứ nhất, hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 4, cử tri của Houston, tiểu bang Texas tổ chức một buổi town hall để gặp gỡ nghị sĩ Ted Cruz. Ông Cruz đã từ chối không đến ban tổ chức không hủy bỏ mà chỉ đổi tên buổi hội thành buổi hội làng về việc ông Ted Cruz mất tích. Hội làng được tổ chức tại hội trường Sawyer, trường đại học TSU, tức là Texas Southern University. Sinh dịch Town Hall là hội làng, nghe thân mật hơn mà cũng gần với lại sự thật hơn bốn chữ phòng họp của tỉnh. Và dịch tên buổi hội làng là Ted Cruz in Missing Town Hall, là hội làng về việc Ted Cruz mất tích cử tri đã dán yết thị tìm trẻ lạc khắp đường phố để tìm ông Cruz. Có bà còn đùa dai, cầm bích trường nói bà thương nhớ Cruz lắm lắm và phản ứng của họ hơi mạnh bởi vì ông Cruz đã trốn tránh hơn một lần. Hồi làng Tahoe còn được gọi là Tahoe Hoa Forums, một thủ tục rất đẹp trong sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ. Quý vị dân biểu, nghị sĩ được cử tri địa phương bầu vào quốc hội liên bang, khăn gói lên kinh đô Hoa Thịnh Đốn làm việc. Tuy nhiên mỗi năm, vài lần, thì họ vẫn trở về địa phương của mình để tiếp xúc với lại cử tri và thảo luận với họ những điều mà họ muốn trình bày trước Quốc hội. Ông Ted đắc cử vào năm 2012 với 4 triệu 456 599 phiếu, thắng ứng cử viên dân chủ tên là Paul Sadler 1 triệu 273 285 phiếu. Và những con số này cho thấy nhu cầu của ông tiếp xúc với lại cử tri cần thiết đến mức nào và cũng vô cùng cấp bách nữa bởi vì sang năm ông đã phải tái ứng cử. Nhưng ông mất tích, không đáp ứng lời mời về Houston để dự hội làng. Ted không giải thích lý do ông tránh né cử tri, nhưng truyền thông vẫn phỏng đoán một số lý do. Đa số liên quan đến những chính sách mới của đảng Cộng Hòa mà ông là một trong những nhà lãnh đạo tên tuổi. Hiện tượng chính sách mới gây khó khăn cho ứng cử viên Cộng Hòa còn được thấy trong cuộc bầu cử đặc biệt ở tại tiểu bang Georgia vào ngày 18 tháng 4 2017. Để cử tri địa phương, bầu ra một dân biểu khác thay chỗ cho dân biểu Tom Price được tổng thống chọn làm tổng trưởng y tế xã hội. Luật Georgia ấn định thống đốc của tiểu bang này phải tổ chức bầu cử người thay thế trong vòng 30 ngày sau ngày vì dân biểu tiền nhiệm không còn tại chức nữa. Sinh hoạt bầu cử rất sôi động với 11 ứng cử viên Cộng hòa, 5 ứng cử viên Dân chủ và 192.084 cử tri tham dự. Georgia là một trong nhiều cái nôi nuôi dưỡng cử tri Cộng hòa và suốt gần nửa thế kỷ, cử tri chỉ bầu đảng viên Cộng hòa vào mọi chức vụ địa phương hay liên bang. Tuy nhiên lần này thì Georgia đột ngột thay đổi. Kết quả chính thức là ứng cử viên dân chủ tên là John Ossoff đắc cử với 92.390 phiếu tức là 48.1%, trong lúc đó thì người thứ nhì bà Karen Handel thuộc đảng Cộng hòa chỉ được có 37.993 phiếu, cách biệt tới 54.397 phiếu. Và vì Ossoff không đạt được mức 50% tổng số phiếu bầu, cho nên xảy ra tình trạng run-off và anh phải trở lại tranh cử lần thứ nhì với người đứng thứ nhì trong kết quả bầu cử, đó là bà Karen Handel. Karen Handel, nguyên là bí thư của cựu thống đốc Georgia, ông Sonny Perdue. Tờ USA Today đã viết rằng, cuộc bầu cử đặc biệt tại Georgia đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý, đánh giá Tổng thống Trump và đã lên số phận của Hạ viện. Hạ viện có thể đổi tay điều mà mới đây chưa ai nghĩ là có thể xảy ra. Ký giả có tên là David Wasserman là chủ bút của tờ Cook Political Report đã nhận định rằng nhị biến ông Trump đắc cử là điều tốt nhất giúp đảng Dân Chủ có cớ để lấy lại Hạ viện. Dĩ nhiên việc lấy trở lại quyền kiểm soát của Hạ viện không phải là một chuyện dễ làm bởi vì đảng Dân Chủ còn cần đến 24 ghế nữa để trở thành khối đa số tại Hạ viện. Diễn biến thứ ba là thái độ của dân biểu Jason Jarvis thuộc đảng Cộng hòa của tiểu bang Utah. Hôm thứ Tư 19 tháng 4 2017, ông tuyên bố là sang năm ông sẽ không tái ứng cử nữa. Một ngày hôm sau thì ông lại nói có thể ông sẽ từ nhiệm trước ngày mãn nhiệm. Ông Chaffetz gặp đôi chút khó khăn trong một buổi họp làng hôm 23 tháng 2 vừa rồi bởi vì lập trường của ông trong việc phá bỏ hệ thống bảo hiểm Obamacare. Ông chủ trương bảo hiểm y tế là trách nhiệm của mỗi người chứ không phải trách nhiệm của chính phủ. Ông còn nói rằng, tại sao phải mua một cái iPhone đắt tiền mà không bỏ tiền ra mua bảo hiểm y tế? Cử tri chất vấn ông về câu nói đó. Ông mô tả cuộc hội làng, họ la hét, họ sâu đẩy tôi và hầm dọa tôi. Phải khen nghị sĩ Ted Cruz biết né tránh phản ứng của cử tri, hay là phải trách nhân biểu Surface sớm nản lòng trước một trong rất nhiều vấn đề khó. Và có nên hỏi quý vị nghị sĩ, quý vị dân biểu khác một câu hỏi vô cùng khó hơn nữa mà nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham vừa nêu lên hôm thứ Năm 20 tháng 4 vừa qua hay không? Ông Graham hỏi Tổng thống Donald Trump xem ông có biết là tầm bắn của hỏa tiễn Bắc Hàn có thể với tới lãnh thổ của Hoa Kỳ hay không? Nếu biết tại sao lại dung dưỡng hiểm họa đó. Cả năm câu hỏi vừa nêu lên cộng thêm ba tín hiệu bất mãn của cử tri có tạo ra được một phản ứng thỏa đáng nào đủ khả tín để dân biểu Surface từ bỏ ý định tự nhiệm hay không. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với từ đề ba diễn biến tín hiệu, bài viết do ký giả Nguyễn Đăng Thịnh biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.